Nhiều khách sạn cố gắng giữ gìn gọn gàng sạch sẽ, cũng như cố gắng chuẩn bị nhiều đồ dùng trong phòng để khách có thể cảm thấy thoải mái khi đến khách sạn. Nhưng rất nhiều người dân đến khách sạn, lúc trả phòng đi về lại có thói quen là mang hết đồ khách sạn về nhà. Có chủ khách sạn từng là nạn nhân đã đăng bài trên Facebook rằng phòng đôi ngày thường chỉ có hơn 1.000 tệ, phòng 4 người hơn 2.000 tệ mà có tặng buổi ăn sáng. Các loại khăn trong phòng đều là khăn cô tông cao cấp loại nặng. Nhưng khi khách trả phòng đã mang hết các loại khăn tắm, khăn mặt, thảm lót chân, tổng cộng là 18 món đồ bị khách mang đi. Khi chủ khách sạn yêu cầu khách mang đồ trả lại cho khách sạn, trong lúc chủ đang dọn phòng, khách chỉ vứt ở sảnh rồi đi về. Đồ khách mang về cũng chỉ có một nửa. Trên thực tế thì không chỉ chủ khách sạn này gặp phải trường hợp như vậy, có nhiều người kinh doanh khách sạn cũng từng gặp trường hợp tương tự. Theo chia sẻ của nhiều khách sạn phát hiện, những vật phẩm thường bị khách lấy đi, nhiều nhất là có khăn tắm hay khăn lông. Ngoài ra còn có áo choàng tắm, bộ đồ pyjama, có rất nhiều người sẽ lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường và ly sứ dùng để pha trà mang về nhà. Tuy nhiều người kinh doanh khách sạn cũng thấy mệt mỏi về việc khách lấy đồ trong phòng, nhưng đại đa số, mọi người cũng chỉ chọn phương án là bỏ qua cho khách. Ông Diệp Trần Cẩm, chủ của một nhà trọ khác cho biết, có thể là suy nghĩ của khách sẽ khác với khách sạn. Khách chỉ nghĩ đó là đồ dùng một lần, nên mình có thể mang về nhà. Tốt nhất không nên mua đồ quá đắt đỏ để cho khách dùng. Để khách muốn mang về thì mang về, còn hơn là mình phải gọi điện thoại hỏi khách về đồ bị mất. Tuy nhiều chủ khách sạn cũng cam chịu trước thực trạng khách lấy đồ của khách sạn, nhưng cũng xin nhắc nhở các bạn du khách phải chú ý, tôn trọng các quy định trong khách sạn để cho chuyến đi của mình không bị mất vui vì những sự cố bất ngờ.